hòa hợp âm dương sinh bảo vật, minh việt phong thủy chấn hương gia. Xin chào tất cả các bạn, mình là thầy Nguyễn Tuấn Cường đến từ Học viện Phong thủy Minh Việt. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái lá kinh hay còn gọi là lá bàn phong thủy trong việc đo đạc phong thủy, đo tòa nhà, hướng nhà. Và cái phần tiếp theo cũng cực kỳ quan trọng, đó là mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn sử dụng cái bộ phân công điểm hướng. Đây là một cái công cụ cực kỳ hữu ích cho các bạn mà thực hành phong thủy. Phải nói rằng một công cụ hỗ trợ rất là nhiều và cực kỳ hữu ích cho chúng ta. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta sử dụng và ứng dụng cái lá bàn hay cái lá kính phong thủy để chúng ta tiến hành đo đạc tòa nhà, hướng nhà cũng như là các cái phần khác. Thì cái bộ lá kính nhá, thì nó sẽ có ba cái phần. Phần thứ nhất đó là cái chân lá kính hay còn gọi là cái đế lá kính. Cái phần thứ hai đó là cái lá kính và cái phần thứ ba đó là cái bộ phân công điểm hướng. Thì đương nhiên đây là ba cái phần nó riêng biệt nhau. Chúng ta có thể là sắm hết cả bộ là cả ba cái, hoặc là chúng ta sắm từng cái cũng được, sắm từng cái riêng lẻ cũng được. Đây chính là cái chân lá kính nha các bạn. Đúng không? Rồi. Cái chân lá kính này thì nó sẽ có hai cái thứ nhất đó là một cái chân hay còn gọi là cái đế, cái thứ hai là cái miếng cao su làm khớp nối. Thì cái chân cái đế này, cái chân này thì nó cũng giống như là cái chân của máy chụp hình, nó khác là phía trên này nó được cải tiến thành một cái u tròn, đúng không, để lắp cái miếng cao su này vào trở thành một cái khớp mềm. Thì ở đây thì đương nhiên là nó giống như chân máy chụp hình thì chúng ta biết được rồi, nó có thể là thu gọn vào, có thể kéo dài ra đó, chúng ta có thể kéo dài ra thêm, đúng không ạ? Đó. Thì đương nhiên khi mà sử dụng thì thông thường là mình chỉ sử dụng cái nắp này thôi, đúng không? Là nó phù hợp rồi, không cần thiết phải cao quá, chân này là đủ rồi. Đó, và chúng ta có thể đặt xuống, đúng không? Rồi. Sau khi đặt xuống thì chúng ta có thể là lắp cái miếng cao su này vào, đúng không? Vào cái ổ tròn này, đó. Chúng ta ấn hơi mạnh một chút xíu là nó sẽ xuống thôi. Rồi. Đương nhiên khi mà đo cái hướng nhà hay là tòa nhà thì có rất là nhiều trường phái, rất là nhiều thầy có những cái vị trí đo khác nhau. Ví dụ như là có thầy hay là có trường phái thì đo tại tâm nhà, có trường phái thì đo tại ngay cửa nhà, cửa chính nhà, hoặc là có trường phái hoặc là có thầy thì người ta sẽ đo ở vị trí ngoài nhà. Thì đối với mình á, thì mình khuyên các bạn là nên đo ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả trong nhà, kể cả ngoài nhà, để chúng ta lấy được cái đồ số chính xác nhất. Thì đó ở trong nhà thì chúng ta có thể đo ở vị trí tâm nhà và những cái vị trí khác của căn nhà, khoảng 3-4 vị trí để chúng ta xem và kiểm tra xem cái tình hình nhiễu tư trong căn nhà đó như thế nào. Rồi thậm chí là đo ở phía ngoài nhà thì thường là chúng ta đo cách nhà mình khoảng 3-5 mét tùy nơi. Đương nhiên nếu như cái khoảng rộng nó không cho phép thì có thể là cách 2 mét cũng được, nhưng mà chúng ta phải xem cái vị trí đó nó thoáng và cảm giác là nó sẽ không bị nhiều từ thì chúng ta đo. Thì thông thường là đo ở ngoài căn nhà là cái đồ số nó sẽ chính xác nhất, bởi vì trong nhà thì thường nó sẽ bị nhiều từ bởi nhiều loại, nhiều cái vật dụng, nhiều cái máy móc vân vân, cho nên nó sẽ bị nhiều từ. Do đó chúng ta đo ngoài nhà thì thường là cái đồ số nó sẽ là chính xác hơn. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng nên đo nhiều vị trí khác nhau, kể cả trong nhà và kể cả ngoài nhà, để chúng ta đánh giá được cái tình hình nhiều từ của căn nhà, để chúng ta biết được là cái đồ số nào là đồ số chính xác của căn nhà. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó ở một cái vị trí, đó là mình tạm gọi đây là tâm nhà, bởi vì mình làm cái clip hướng dẫn có cái bộ phân cung điểm hướng là mình sẽ bắn từ tâm nhà đến các cái đồ số, các cái cung hướng phương vị trong căn nhà, cho nên là mình thực hành cho các bạn là ngay tại tâm nhà luôn đó. Giả sử như đây là tâm nhà thì chúng ta sẽ đặt cái chân này ở ngay vị trí của tâm nhà, sau đó chúng ta gắn cái miếng cao su này lên. Rồi đây chính là cái chân lá kinh hay còn gọi là cái đế lá kinh. Tiếp theo là cái lá kinh. Lá kinh thì đương nhiên nó sẽ có nhiều loại khác nhau. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái loại mình thường sử dụng. Đây là một loại lá kinh mà mình cũng hay sử dụng và cũng hay bảo với các học viên, đúng không? Có thể là mua cái loại lá kinh này. Rồi cái loại lá kinh tiếp theo là loại này, nó xinh hơn. Đấy cũng là một loại lá kinh khác, nhìn nó nhỏ hơn nhưng mà nó lại là xinh hơn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái lá kinh xinh này này, đương nhiên nó cũng chưa phải là quá xinh đâu, nó xinh hơn cái loại này thôi. Còn lá kinh mà nói thì có nhiều cái
cái giá nó cực kỳ cao đó, thì nó sẽ có cái nam châm đó, nó có cái cục nam châm mọi người sẽ thấy đây, đúng không? Nếu như chúng ta cầm lắc cái kim nam châm là kim nó sẽ chạy theo. Thì cái cục nam châm này nó có tác dụng là khi mà chúng ta không sử dụng là kính, chúng ta bỏ đây để chúng ta khóa cái kim thiên trì lại, để làm cho cái kim thiên trì nó không bị hư hỏng, lâu ngày nó không bị hư đó. Thì khi mà sử dụng thì chúng ta phải lấy cái miếng nam châm này ra đó. Rồi đó. Còn đây là cái là kim bình thường đó. Đây thì thực chất là hiện tại bên ngoài thị trường á, nó có hai cái loại là kính. Một loại là làm bằng tiếng Trung, tức là tiếng Hán á, tiếng Trung á, tiếng Trung Quốc ấy. Và một loại là làm bằng tiếng Việt. Thì mình thì vẫn khuyên các bạn học viên của mình nên sử dụng là kính tiếng Trung à, bởi vì họ đã làm cũng tương đối là chuẩn. Còn cái là kính tiếng Việt á, thì có rất là nhiều loại là kính tiếng Việt họ làm không có chuẩn, tức là họ làm theo cái công nghệ bằng tay rồi thô sơ vân vân, cho nên khi làm thì nó sẽ bị lỗi này lỗi nọ, khi đó nó cũng không được chính xác cho lắm. Tuy nhiên vẫn có một số người ở Việt Nam mình là làm lá kính là cũng tương đối tốt, nhưng mà để có được những cái lá kính tiếng Việt mà chất lượng tốt thì giá cả nó lại là tương đối là cao à, còn lá kính bằng tiếng Trung thì đôi lúc là giá nó cũng sẽ tương đối mềm hơn, mà mình cũng đã sử dụng được rồi à. Mình nhắc lại là những cái lá kính tiếng Việt mà giá rẻ quá thì khuyên các bạn là thực sự là không nên mua, bởi vì độ chính xác của nó không có cao và nó nhanh hư. Còn lá kính tiếng Trung thì ok hơn. Đương nhiên mình nhắc lại, có những cái lá kính tiếng Việt mà nhiều người Việt Nam mình làm mà giá nó tương đối tốt, giá nó tương đối cao thì họ vẫn chăm chút và làm khá là tốt. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ qua cái lá kính một chút xíu cho các bạn à, đây chính là cái lá kính, đúng không ạ? Đây thì cái lá kính này á, nó có cái phần ngoài này á, nó sẽ làm bằng cái chất liệu gọi là không nhiễm tư tính. Tức là không nhiễm tư tính có nghĩa là không phải làm bằng sắt, không làm bằng những cái thiết bị điện tử vân vân à, nói chung là những cái không làm bằng nam châm, những cái gì mà không bị ảnh hưởng, không làm cho cái tư tính của cái kim thiên trì này nó bị ảnh hưởng, thì đó chính là những cái vật nó làm lên những cái bộ phận, những cái chất liệu nó làm lên cái lá kính à. Thì luôn tiền đây mình cũng nhắc luôn là trong nhà mà các bạn, khi mà các bạn tiến hành đo đạc thì các bạn tránh xa những cái vật mà nhiễm tư tính, ví dụ như là sắt, thép, rồi các cái thiết bị về điện tử, đặc biệt là các thiết bị về điện tử mà đang mở, đang sử dụng á, thì nó sẽ dễ bị nhiễm tư tính, bị gây ra tư tính, cho nên là nó sẽ làm cho chúng ta đo cái độ số nó sẽ bị dễ sai lệch, cho nên là chúng ta phải tránh những cái vị trí đó. Thậm chí là khi đó chúng ta cũng nên hạn chế đeo đồng hồ này, hạn chế bỏ điện thoại này, hoặc là hạn chế có cái thắt lưng mà có sắt thép, ví dụ như cái đầu thắt lưng có sắt thép vân vân, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đồ số của cái lá kính có thể bị sai sót. Đương nhiên á, thì thực chất mà nói thì qua cái quá trình mà thực hành kiểm nghiệm phong thủy của mình á, thì cái đồng hồ với cái điện thoại hay thậm chí cái thắt lưng á, nó chả ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Mình chúng ta đeo đồng hồ như thế này và chúng ta đo như thế này, nó cũng chả ảnh hưởng gì đồ số đâu. Hoặc là để cái điện thoại trong cái túi quần này nó cũng chả có ảnh hưởng gì đến đồ số của cái lá kính. Tuy nhiên nếu như chúng ta thực hành thì chúng ta cũng nên không nên để, bởi vì tránh trường hợp là những cái người mà người ta hay soi mói ấy, đúng không? Người ta cứ vào người ta cứ nói rằng là để đồng hồ lấy tay thì sẽ làm cho là kinh nghiệm từ, cho nên đo đồ số không chính xác, gây cho nhiều người ta không hiểu biết, người ta không có cái sự trải nghiệm, người ta hiểu nhầm, đúng không? Cho nên là tốt nhất là chúng ta tránh không mang. Còn mặc dù thực chất mình đã kiểm nghiệm nhiều lần mà mình thấy mang để cũng chả có ảnh hưởng gì đến cái đồ số hết. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đó, thì để đó mình sẽ hướng dẫn lấy cái này cho dễ nhìn. Đó, cái này thì cái lá kính thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái áo thiên trì, cái kim thiên trì thì nó sẽ lớn hơn, áo thiên trì lớn hơn cho nên dễ nhìn hơn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy, mình nhắc lại, ngoài này là cái mặt này là những cái này là có thể làm bằng mica, có thể làm bằng nhựa, có thể làm bằng gỗ, thậm chí có thể làm bằng những cái loại kim loại, ví dụ như nhôm. À, nhưng mà cái kim loại này nhắc lại là không bị nhiễm tư tính. Rồi, đây là phần ngoài. Phần ngoài này sẽ có một cái này. Đây chính là cái giọt nước. À, mọi người để ý sẽ thấy cái giọt nước ở đây. Cái giọt nước này, mục đích của giọt nước là gì? Để làm cho chúng ta biết được rằng là cái lá kính của mình có ở trạng thái cân bằng không, khi cái giọt nước nó nằm ở ngay giữa luôn đó, thì là trạng thái lá kính nó sẽ là cân bằng. Còn nếu như giọt nước mà nghiêng qua một bên như thế này thì là cái lá kính này là đang không cân bằng
Đó, cho nên là cái là kính các bạn mua là phải có cái giọt nước này, nên có cái giọt nước này, không có thì chúng ta không không đánh giá được là cái là kính chúng ta đang đặt có cân bằng hay không. Đúng chưa? Cũng như là mình cũng khuyến khích mọi người là nên có cái đế là kính hay là cái chân là kính. À thì cái việc làm phong thủy của mình nó chính xác hơn, cũng như là nó đơn giản hơn, cũng như mang lại cái hình ảnh nó chuyên nghiệp hơn, nó đẹp hơn. Bởi vì mình thấy rằng nó có một số thầy đúng không ạ, đang sử dụng cái lá kính và hướng dẫn cho mọi người cái lá kính nó đặt ở đây đúng không, đặt ở ngay vị trí rốn hoặc là ngay vùng dưới đấy đúng không, ở dưới rốn hoặc là dưới rốn một tí đúng không, thì nói là chỗ này là gì à, gọi là giao điểm giữa ấm và dương của con người, nên đặt ở vị trí này thì là kính đo chính xác, thực chất là không phải, đặt ở đâu là kính nó cũng đo chính xác hết ạ, quan trọng là cách đo thôi đó. Thì đối với những người đó khi mà sử dụng cái lá kính như thế này này, đặt ở đây thì mọi người sẽ thấy rằng cái thứ nhất là chúng ta cân bằng cái giọt nước nó khá là mệt đúng không, bởi vì cái tay chúng ta là không có giữ im lặng được mà phải luôn luôn là có rung rung, cho nên là giữ cái cân bằng này hơi mệt. Cái thứ hai là kim la kính nó sẽ cùng rung theo đúng không, khi chúng ta thở hay chúng ta nói chuyện thì cái kim la kính nó cũng rung theo đó, chúng ta sẽ thấy kim la kính nó nhảy liên tục đúng không, nó rung rung rung, nó không đứng yên được một chỗ. Mà rõ ràng khi mà kim la kính không đứng yên một chỗ thì cái đồ số chúng ta lấy nó không tuyệt đối chính xác được. À, đối với những cái người mà hành nghề phong thủy hoặc là thực hành phong thủy với những cái môn mà đòi hỏi cái độ chính xác cao, giả sử như huyền không đại quái đi, huyền không đại quái thì chúng ta sẽ thấy rằng là một quái như vậy á là nó chưa đến 6 độ, và nếu như mà những ai học huyền không đại quái, thực hành huyền không đại quái đến cái cấp cao thì người ta còn vào từng hào, một quẻ hay một quái như vậy gồm 6 hào thì có nghĩa là chúng ta chia ra mỗi hào như vậy là nó chưa đến 1 độ, nó chỉ không thể chỉnh mấy độ thôi, tức là chưa đến 1 độ, do đó là chúng ta phải gần như chúng ta đo cái là kính nó phải có độ số tuyệt đối chính xác thì chúng ta thực hành nó mới là chính xác được. Còn nếu như chúng ta chỉ rung rung rung, đôi lúc nó chỉ cần quá 1 độ thôi nó đã quá hao thạc rồi, nó lệch 1 độ nó đã quá hao thạc rồi thì kết quả phong thủy nó đã hoàn toàn là có ảnh hưởng rồi. Cho nên là để cho cái việc thực hành phong thủy đó đạt phong thủy được chính xác thì mình vẫn khuyến khích mọi người nên sử dụng có cái chân là kinh đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đo cái độ số cho căn nhà này đúng không, mình giả sử như trước này là hướng nhà, sau này là tòa nhà, thì mình sẽ tiến hành đo đạc như sau. Đầu tiên đa phần hiện tại của căn nhà, cả cái nhà là sẽ có được lát gạch đúng không, tức là gạch bóng, gạch nền, gạch hoa đó, thì cả cái đường gạch này thì thường là thợ nề hay là thợ hồ họ đã lát rất là tốt, tức là đa phần là đều là thẳng cạnh với căn nhà, cho nên chúng ta có thể lợi dụng vào cái việc đó để chúng ta đo độ số căn nhà bằng cách bước thứ nhất là chúng ta đặt cái lá kính lên cái miếng cao su và sau đó chúng ta tiến hành cân chỉnh cái lá kính đó, tức là cân chỉnh lá kính là làm cho cái lá kính này được cân bằng, có nghĩa là cái giọt nước nó phải nằm vào giữa này đó, như vậy mọi người sẽ thấy giọt nước này chưa nằm ở giữa này, nó bị lệch một bên này, thì chúng ta phải chỉnh lại để cho nó nằm giữa. Đó, như vậy nó nằm ở giữa này là cái lá kính đã cân bằng. Sau khi cái lá kính cân bằng rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành nhắm sao cho cái cành ngang của lá kính này nó song song với cái cành ngang của gạch, cành dọc của lá kính này nó sẽ song song với cành dọc của cái đường gạch, gạch hoa, gạch đá. Đương nhiên mình nhắc lại là với điều kiện là những cái nhà đó là thờ hồ, người ta đã lát mà chuẩn theo cái trục của căn nhà thì lúc đó chúng ta đo thế này mới chính xác. Rồi chúng ta sẽ nhắm đúng không, nhắm cái chiều này làm sao cho nó song song với đường ngang, rồi và chúng ta chỉnh là kính tiếp tục gắn đường này sao cho nó song song với đường dọc và chúng ta chỉnh. Sau khi song song rồi thì bắt đầu chúng ta lại nhìn lại giọt nước một lần nữa xem từ giọt nước đã cân bằng chưa đúng không, chúng ta giọt này giọt nước nó hơi lệch thì chúng ta là tiếp tục chỉnh cái giọt nước cho nó về lại ở giữa đúng không. Rồi sau khi về lại ở giữa thì chúng ta lại tiếp tục nhắm tiếp xem thử cái đường ngang này nó có bị lệch không, cái đường dọc nó bị lệch không, bởi vì nhắm như vậy chỉnh như vậy rất là dễ là bị lệch đúng không, và chúng ta cứ chỉnh như vậy 2-3 lần để cho thứ nhất giọt nước nó vẫn nằm giữa, thứ hai là cả cái đường này nó vẫn vẫn là được song song. Đương nhiên cũng không cần phải tuyệt đối dòng nước nó phải nằm ở chính giữa đâu, nó không cần phải quá tuyệt đối như vậy đâu. Rồi sau khi đã đo được rồi thì bắt đầu chúng ta tiến hành xoay cái lá kính, xoay cái mâm lá kính đúng không ạ, thì mọi người sẽ thấy rằng là đây chính là cái mâm lá kính nó có thể xoay được này đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ có thể có hai cái đường đúng không, hai cái đường này là đường dây gấc hay còn gọi là đường dây cước đúng không, thì hai cái đường này là thành một cái hình chữ thập
rồi, nên người ta gọi đây là đường thiên tâm thập đạo. Thiên tâm thập đạo. Còn trong này gọi là cái áo thiên trì. Đúng không? Cái vùng trong này gọi là áo thiên trì. Thì trong áo thiên trì nó sẽ có một cái kim, người ta gọi là kim thiên trì. Thì kim thiên trì thực chất đây là một cái kim nam châm. Mà kim nam châm thì luôn nó luôn luôn là thể hiện cái hướng đó là bắc nam của trời đất. Đúng không? Bắc nam của cực nam, cực bắc của trời đất đó. Đúng không? Rồi và bây giờ chúng ta tiến hành đo đạc như sau. Sau khi chúng ta nhận được cái đường này, đường này nó song song với cạnh ngang và cạnh dọc rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành xoay cái mâm lơ kinh. Đúng không ạ? Rồi chúng ta tiến hành chúng ta xoay cái mâm lơ kinh. Đó, mọi người sẽ thấy rằng là chúng ta xoay làm sao cho cái kim thiên trì này, đúng không ạ? Nó sẽ trùng với cái đường màu đỏ ở phía trong này. Đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy trong cái áo thiên trì có cái đường màu đỏ này. Đó, thì chúng ta đó, chúng ta xoay làm sao cho nó hoàn toàn song song luôn, nó trùng luôn. Đó. Và thêm một điều lưu ý nữa, trùng thì cũng phải làm sao cho cái đuôi lơ kinh nhá, nó nằm ở giữa hai cái chấm đỏ. Chúng ta thấy rằng là trong áo thiên trì nó có hai cái chấm đỏ này. Đó, đây là cái đuôi này, đuôi của cái kim thiên trì này. Đúng không? Đây là cái đầu kim thiên trì. Thì xoay làm sao cho cái đuôi của kim thiên trì này nó vào giữa hai cái chấm đỏ và kim thiên trì thì nó song song, tức là nó trùng với cái đường màu đỏ đó. Còn không được làm ngược, như thế này nó sẽ bị ngược lại này. Đó, nếu như các bạn để cho cái kim thiên trì, cái đầu kim thiên trì mà nó vào giữa đây là bị ngược lại, ngược hướng lại, là lúc đó nó sẽ bị chênh nhau 180 độ đấy. À, các bạn phải làm cho nó đúng. Đây, như vậy mình đo như vậy là đúng. Đấy, như vậy là chính xác. Rồi, sau khi đo được cái đó rồi, thì bắt đầu mình sẽ đứng đây, mình sẽ nhìn được cái vị trí của hướng nhà và tòa nhà. Trước mặt này là hướng nhà, sau lưng này là tòa nhà. Thì mình xem thử là cái đường thiên tâm thập đạo á, đúng không? Cái đường thiên tâm thập đạo nó đang chỉ mấy độ. Đó, chúng ta thấy đang có cái đường dọc này đúng không? Cái đường này chính là đường chỉ hướng nhà và tòa nhà. Thì ví dụ như ở đây là nó đang đi qua vị trí đây là 79 độ. À, có nghĩa là nhà của mình đang hướng 79 độ. Phía sau này á, là 259 độ. Đúng không? 259 độ có nghĩa là nhà của mình đang tòa 259 độ. Nhắc lại hướng là 79 độ, tòa là 259 độ. Đây. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy rằng là hướng với tòa luôn luôn nó cách nhau là 180 độ. Cái vòng này là cái vòng là kính là vòng tròn là chia làm 360 độ. Thì luôn luôn hướng nhà và tòa nhà nó sẽ cách nhau là 180 độ. Như vậy là xong. Như vậy là chúng ta sau đó chúng ta có được cái đồ sổ của căn nhà thôi. À, đương nhiên khi mà chúng ta xoay cái mâm thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta đừng có xoay cái mặt, cái phần phía ngoài. Chúng ta chỉ xoay cái mâm thôi. Đúng không? Cái mâm chúng ta chỉ xoay nhẹ nhàng cái mâm thôi này. Còn cái phần ngoài này á, nó đã cân bằng, nó đã song song với cả cái cánh rồi thì giữ nguyên, không được xoay nó. Chứ ai mà vừa xoay cái mâm mà vừa xoay cái này như thế này là sai. Đúng không? Xoay như thế này là sai hoàn toàn. Đúng không? Cái này nó phải cố định, sau khi chúng ta đã nhắm rồi nó phải cố định, chúng ta chỉ được xoay cái mâm này thôi này. Đó. Rồi trong một số trường hợp, ví dụ như nhà người ta mà không được lát cái bông hoặc là lát mà không chuẩn, thì lúc đó chúng ta buộc phải căng dây. Đúng không? Chúng ta buộc phải căng dây từ bên này qua bên này, và sau đó chúng ta nhắm cho cái này nó phải song song với cái dây. Đương nhiên cái dây đó khi mình làm là phải cái chiều cao của hai bên này nó phải bằng nhau, chứ không được một bên cao một bên thấp. Bởi vì khi mà một bên cao một bên thấp thì chúng ta chỉnh lơ kinh là nó sẽ bị lệch cái lơ kinh. Cho nên là độ cao phải bằng nhau. Cũng như trong trường hợp mà chúng ta đo ở phía ngoài nhà, đo ngoài nhà thì thường là người ta rất là hiếm khi mà người ta lát cái bóng ở ngoài nhà. À, thì chúng ta buộc phải cắn dây từ trong nhà ra ngoài nhà, thì cái dây nó phải thẳng theo cái trục của nhà, và đồng thời cái độ cao của cái dây trong nhà ra ngoài nhà, cái độ cao nó cũng là ngang nhau, thì lúc đó chúng ta đặt cái là kính chúng ta đo, thì lúc đó nó mới được chuẩn xác.